Rồi, hello mọi người đã quay lại kênh của Trần Tiến nha mọi người nha. Thì như video trước á, thì Tiến đã nói là Tiến sẽ trải nghiệm chạy thử cái con xe Exciter 155cc 2024 ABS này cho mọi người xem những cái trải nghiệm thực tế mà leo lên xe chạy nó sẽ như thế nào nha mọi người nha. Thì hôm nay Tiến có tham gia một cái chương trình, đó chính là chương trình ra mắt xe và trải nghiệm chạy thử xe Exciter 2024 của nhà Yamaha Tao Nguyên Quốc Thịnh ở Tân Kiên, Bình Chánh nha mọi người. Thì đây là một em xe Exciter 2024 đời mới, vừa mới được ra mắt, mới can xe ban luôn, vừa mới về chi nhánh luôn. Đó, như mọi người thấy nè, còn tem còn mẹt đầy đủ luôn nha. Tháo cái miếng này ra một cái là bóc tem xe nha mọi người. Mình thì cũng là khách chạy thử thôi cho nên là mình cũng không có dám kháo cái tem này ra đâu. Trước tiên mọi người muốn chạy thử xe thì sẽ phải đăng ký trước và cũng như là cung cấp thông tin cho nhân viên Yamaha Tao Nguyên Quốc Thịnh nha mọi người nha. Thì đâu đó thì mắt của mọi người đâu đó tầm khoảng 15 phút thôi, cũng khá là đơn giản, không có cầu kỳ nhiều đâu. Thì đây là cái đồ mod của khóa thông minh smart key của xe cho mọi người nha. Thì có một cái nút tắt và một nút mở xe, cũng giống như những cái xe cao cấp khác trên thị trường mà đang xài khóa thông minh smart key. Thì khóa của chiếc kẹt này nó cũng có ba nắp. Nắp đầu tiên là mọi người mở xe, nắp thứ hai là để mở cốp, và nắp thứ ba là mọi người khởi động xe và chạy nha mọi người nha. Rồi thì trước tiên vào chạy thì mấy anh kỹ thuật thấy mình lên xe chạy thì anh sẽ lại kiểm tra xe cho mình, nhất là còn xăng hay không nè, và thứ hai nữa là cũng chỉ cho mình cách điều khiển xe và cách sử dụng chìa khóa xe của xe đời mới này nha mọi người. Rồi ok, sau khi qua 15 phút bên anh kỹ thuật chỉ cho mình cách sử dụng xe thì bây giờ chúng ta cùng leo lên xe và trải nghiệm thôi. Thì hôm nay Tiến trải nghiệm xe ở trên một cái cung đường lớn luôn, thì rất là nhiều người qua lại nha mọi người, cho nên là mình cũng không có chạy nhanh, mình chạy chậm chậm thôi để mình trải nghiệm thôi. Còn chạy nhanh thì sẽ rất là nguy hiểm, đền tiền như chơi luôn. Thì trải nghiệm đầu tiên khi mà mình chạy cái xe này thì mình cảm giác như là nó hơi khó vẻ lái mọi người. Không biết là mình chưa có quen hay là mình do cái cổ xe, mình cảm giác cái cổ xe nó khá là nhẹ hơn so với cái đời Exciter 2021-2022. Nhưng mà bù lại được một cái là máy của Exciter 2024 này mình cảm giác nó rất là đầm luôn, rất là im, nó không có bị giật giống như là những cái đời trước. Và khi một cái nữa là mình cảm nhận được đó chính là cái tay côn, cái tay da của cái chiếc Exciter đời mới này hình như là nó sẽ nhẹ hơn những cái chiếc trước mọi người. Bóp mình cảm giác nó không có được đầm như những cái chiếc trước, nhưng mà bù lại được một cái thì mình cảm giác thì nó rất là thoải mái, rất là dễ kiểm soát hơn là những cái chiếc xe Exciter đời trước đây. Khi mà một người chạy cái chiếc xe mà Exciter trước đây thì thường mà nếu mà người mới thì leo lên nó sẽ bị giật thì mình leo lên chiếc này mình chạy thì mình không có cảm giác như là nó cuốn mình đi, mình cảm giác là mình điều khiển được cái chiếc xe nó im hơn, mình có thể là kiểm soát được nó nhiều hơn. Thì một cái nữa là chiếc xe đời mới này là nó sẽ có một cái cổng sạc điện thoại ngay cái bên hông tay trái của mình, thì mình có thể vừa chạy xe mình vừa sạc điện thoại luôn. Cái này thì chỉ mình nghĩ là có sẽ thích hợp với những anh em chạy ráp thôi, còn những anh em bình thường thì cũng không có nên vừa chạy xe vừa sạc điện thoại coi điện thoại đâu nha mọi người nha. Thì cái trải nghiệm tiếp theo đó chính là cái cải tiến lớn nhất của cái dòng xe này, đó chính là kháng ABS. Thì thật ra mình trải nghiệm cảm thấy mình cũng chưa có phân biệt được kháng ABS và CBS nó như thế nào hết mọi người ạ. Thứ nhất là mình không có chạy nhanh để mà cái kháng ABS nó phải phát huy được cái tác dụng của nó, và thứ hai nữa thì cái kháng ABS này nó chỉ phát huy tác dụng ra khi mà mình gặp một cái sự cố gì đó mình kháng gấp. Còn mình chạy từ từ mình kháng từ từ vậy thì mình cảm giác thì nó cũng giống như sáng CBS thôi, cũng không có cái gì là khác biệt hết. Nhưng mà khi mà lỡ mà trong cái đường trường hoặc là cái đường nó trơn trượt á, mà cái kháng ABS này nó sẽ phát huy tác dụng rất là lớn và bảo vệ cho mọi người và gia đình mọi người rất là lớn luôn mọi người nha. Rồi thì sau một vòng chạy thử xe Exciter 2024 này, mình cảm giác đây là một chiếc xe khá là đáng để mọi người mua, khá là cải thiện khá là tốt, mà giá của nó thì nó cũng không có mắc hơn những cái dòng xe trước đây bao nhiêu hết mọi người. Giá nó cũng tương thôi, mà nó mắc hơn cũng chỉ hình như là cũng phải tầm gần 10 triệu hơn không mọi người. Đó là những cái bản mà đã có ABS rồi nha mọi người nha. Thì sau khi chạy đậu xe vào thì sẽ có một anh kỹ thuật vào và chỉ cho mình cách tắt máy an toàn, và cũng như là check lại những cái phần nào đó mình còn khắc mắc về xe, anh sẽ giải thích cho mình luôn. Thì mình thấy cái cách phục vụ của nhân viên bên Tao Nguyên Quốc Thịnh này rất là tốt mọi người, rất là niềm nở, và mình cảm thấy rất là, phải nói là rất là vừa lòng. Cũng giống như cái câu là khách hàng là thượng đế đó, mình vào đây mình cảm thấy mình cũng khá giống thượng đế đó, nhưng mà cũng chưa được lắm tại vì mình chưa mua xe. Mình nghĩ mà mình mà mua xe ở đây nữa thì
thì chắc là mình thành thượng đế thật á. Rồi phần cuối cùng là phần về giá của chiếc xe Accenter 2024 đời mới ABS này. Thì theo như giá của cửa hàng đưa ra là hiện tại chiếc xe này đang có giá là hơn 50 triệu. Chính xác đó là 50 triệu vài trăm ngàn thôi nha mọi người. Thì nó cũng không có mắc hơn những cái bản Accenter đời cũ trước đây là bao nhiêu hết. Vì cái bản trước đây thì mình thấy nó cũng là 42-43 triệu rồi. Thì đây có khi ABS và cải tiến rất là nhiều về cái dòng xe này mà chỉ mắc hơn có vài triệu thôi, thì mình thấy giá nó cũng rất là hợp lý. Và Yamaha Tao Nguyên Tịnh ở đây, ở Tân Kiên, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, thì cũng là một cái đại lý cấp ủy nhiệm của Mô tô Việt Nam, cũng là đại lý đầu tiên cấp 1, và là cũng một trong là những cái cửa hàng mà về xe sớm nhất và đầy đủ tất cả các phiên bản nhiều nhất. Nên mọi người muốn trải nghiệm xe và muốn xem xe thì có thể đến đây. Thì địa chỉ của cửa hàng đó là B5 sạc 19N Trần Đại Nghĩa, Tân Kiên, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Hoặc là có thể muốn biết thêm thông tin chi tiết thì có thể nhắn tin trực tiếp với Tiến để mà Tiến giải thích tất cả những thắc mắc của mọi người về xe, cũng như là cho mọi người nhiều hơn về cái trải nghiệm của Tiến về cái dòng xe này nha mọi người nha. Rồi bye bye mọi người, chào mọi người với những video tiếp theo nha mọi người nha.